Tôi rất tin tưởng tập đoàn Danh Khôi và những sản phẩm đang phát triển của họ, đặc biệt là những dự án ven biển. Dự án mà tôi ấn tượng nhất đó là dự án ven biển Nhơn Hội New City nằm ở ngay bán đảo Phương Mai, Quy Nhơn. Đây là một trong những sản phẩm mà ấn tượng nhất, ưu điểm nhất, đó là nằm ngay mặt tiền quốc lộ 19B và một mặt giáp Biển Đông hướng ra vịnh Kỳ Co, và lại còn sở hữu ngay sổ đỏ sang tên chính chủ với giá còn rất mềm, đó là chỉ với 2 tỷ 390 triệu là được sở hữu ngay một nền. Đầu tư sinh lời rất là lớn và lại còn có thể chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Tôi nghĩ đây là một sáng kiến không tệ chút nào. Cảm xúc của tôi rất là vui mừng, không ngờ là mình lại nhận sổ sớm đến như vậy. Và điều đặc biệt là tôi đánh giá cao sự uy tín của tập đoàn Danh Khôi khi thực hiện đúng cam kết đối với khách hàng. Tôi là người dân của thành phố Quy Nhơn nên tôi luôn luôn tìm kiếm các cái dự án phát triển trong tương lai. Đối với Nhân Hội New City là một dự án nằm tại vị trí đắc địa của khu kinh tế Nhân Hội nằm trên bán đảo Phương Mai. Hiện nay thì khu kinh tế Nhân Hội đang là động lực tăng trưởng mới của Quy Nhơn và là của toàn khu vực miền Trung. Thì các cái cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh mẽ với các cái công trình lớn này. Và không những thế thì cái quãng đường từ thành phố Quy Nhơn đến cái dự án Nhân Hội New City được rút ngắn chỉ còn 20 phút, rất là tiện lợi cho các cái dịch vụ tiện ích của thành phố Quy Nhơn. Ngoài ra, dự án Nhân Hội New City có rất là nhiều chính sách ưu đãi, ví dụ như là chính sách hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng, hoặc là đối với những người khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán nhanh sẽ được chiết khấu lên đến 10%, và còn rất là nhiều gói chính sách ưu đãi khác nữa. Là một nhà đầu tư, tôi từng tìm hiểu rất kỹ về các dự án, về vị trí địa lý cũng như về môi trường chung quanh. Và như mọi người chúng ta cũng biết đó, là Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định là một thành phố biển đang có tốc độ phát triển kinh tế rất ấn tượng. Đây cũng là một tỉnh có chỉ số tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương đứng đầu trong các tỉnh thuộc vùng trọng điểm kinh tế các tỉnh miền Trung. Và nơi đây cũng đang có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch rất lớn, như có bãi biển đẹp hoang sơ, có hạ tầng đồng bộ, quy hoạch bài bản, đặc biệt là việc phát triển đô thị cảng biển và các hoạt động du lịch kinh tế đêm trên bán đảo Phương Mai. Tôi chọn đầu tư vào dự án Nhân Hội New City bởi đây là một dự án của tập đoàn Danh Khôi, một đơn vị có tên tuổi với uy tín trong lĩnh vực bất động sản của cả nước. Và trong nhiều năm qua thì Danh Khôi có nhiều dự án thành công trong thị trường bất động sản. Có thể thấy rằng là Danh Khôi đã đầu tư rất lớn vào dự án Nhân Hội New City lần này, từ vị trí địa lý cho đến các tiện ích nội khu, với mục đích sinh lợi trong tương lai. Chính vì vậy, tôi đã đầu tư vào dự án Nhân Hội New City lần này.